Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà ở trong cả nhà này có ai đã từng đi săn ban đêm bao giờ chưa hả? Hồi nhỏ mình nhớ là lúc hồi nhỏ khi mà mình học năm cấp 3, lúc mình ở lớp 10, lớp 11 thì bên cạnh nhà mình á là có một chú có sắm một cái súng hơi chuyên dùng để bắn chim với bắn thú nhỏ thôi. Năm đó là năm 2000, không phải 2000, xin lỗi, năm 1997, 1998 thì mình hay thường xuyên buổi tối một tuần này cũng phải 2-3 lần ấy là cùng với chú ấy đi săn thú ở trong những cái khu vườn bạt ngàn cà phê cách xa nhà lắm. Nói chung là buổi tối mà đi vào đó thì cũng giống như là rừng rú vậy đó, thì thường xuyên là có thỏ ban đêm và thỏ nhiều các bạn. Cực kỳ thú vị mọi người ạ. Ban đêm trong những cái khu vườn cà phê cách rất xa thị trấn, cách xa khu dân cư, rất là hiu quạnh. Và cũng rất là sợ hãi. Không khí trong cái khu vườn cách xa thị trấn nó vắng heo. Mà những cái năm đó thì dân cư không đông đúc giống như bây giờ đâu cả nhà. Dân cư nó thưa thớt lắm. Và càng đi xa vào trong rừng, trong những cái vườn, những cái rẫy cà phê ở đằng xa nữa thì cái sự hiu quạnh của nó lại càng khủng khiếp, càng lạnh lẽo. Mà hai chú cháu là cứ đi, chú thì đằng trước cầm đèn pin, cầm súng rọi, cháu đằng sau không có cái gì hết cả nhà. Ngày đó làm gì có cái vụ mà đèn pin đội đầu giống như bây giờ. Toàn là dùng cái đèn pin cầm tay, hai pin. Thân của nó là bằng vỏ inox mà cả nhà không biết là có nhớ hay không nhỉ. Nhưng mà những cái anh chị, các bạn ở cái khu, ở vùng quê á, đặc biệt là trên vùng Tây Nguyên, thời đó là có cái đèn pin mà vỏ bằng kim loại, không biết là phải inox hay là cái thứ gì, hay là nhôm, mà nó màu trắng trắng đó, dùng hai pin pin lớn, pin đại gắn vào đó. Đó, dùng cái đèn pin đó chứ không phải là bây giờ là có cái đèn pin đội đầu hoành tráng dễ dàng như là ngày nay đâu nha cả nhà. Trời ơi, hồi đó sắm được cái súng với cái đèn pin đó cho một cái thôi là cũng thấy khí thế rồi. Chú đằng sau có cái đèn, chú đằng trước có cái đèn pin với cái cầm tay cầm cái súng đó, rọi đường và đi. Cháu đằng sau là cứ lẹo đẻo theo sau. Đằng sau đuôi là gọi như là mù tịt luôn, mù mịt luôn, không thấy cái gì cả. Đi vào những cái vườn, khu vườn sâu thẳm cà phê để mà bắn thỏ với bắn những cái con ăn tối, những cái con vật ăn tối mà hầu như là thỏ là nhiều. Cháu đi sau á, gọi ý là ý nói là mình á đi sau
Sợ lắm cả nhà, lạnh xương sống luôn. Sợ lắm nhé. Đằng sau tôi thúi tôi màu luôn, không có đèn pin gì cả. Chú ấy đi trước. Rồi vừa đi vừa thót tim, vừa giật mình, vừa lo sợ mà vẫn cứ lẹ đẹo theo sau đi. Mà ham lắm. Trời ơi, sợ thì sợ mà ham thì vẫn ham. Đi là vẫn cứ đi, tuần 2-3 lần đi. Nào là bắn chim, rồi nào là bắn thỏ. Ôi vui quá trời vui, ham vui là chính mà. Đó là cái thời điểm ngày xưa, cách đây là 20 mấy năm về trước, 24 25 năm về trước. Còn tối hôm nay xin giới thiệu với cả nhà là mình cũng đi săn, nhưng mà cái tính chất đi săn của tôi hôm nay nó khác với lại là những cái tối ngày xưa rồi. Hôm nay là mình đi, cả nhà đoán được là mình đi săn cái thứ gì không? Đấy, mình quay một cái khung cảnh. Cả nhà biết đây là cái gì không? Cái ớt cả nhà, vườn ớt của mình, vườn ớt 30 ngày tuổi. Và mỗi cái giai đoạn của nó là nó sẽ có những cái con mồi, những cái con những cái mình cứ gọi là một những cái con thú ăn khác nhau. Thời điểm này thì nó là những con sâu chuyên về ăn thân với ăn quả non của cây ớt. Và tối nay là mình đi săn những cái con đó ở trên những cái cây ớt nhà mình á, cả nhà. Thấy ghê chưa? Đi săn nó một mình có cái đèn pin độ trên đầu và đi săn chúng nó. Ớt 30 ngày tuổi cả nhà. Thời điểm này là thời điểm chúng nó ra mái chèo cao rồi, khá lớn rồi và nhánh khá nhiều. Đây, cả nhà thấy không? Cây này của mình nè, nhánh nhiều, cả nhà thấy không? Và trái non rồi cả nhà. Hoa với trái non nè. Thì mình mới phát hiện là cái thời điểm này sâu hại nó ăn cái nhánh non và quả non khá nhiều. Vậy cho nên tối hôm nay mình quyết định mình sẽ đi săn những con này, con sâu này, xem cụ thể là chúng nó như thế nào. Lúc chiều khi mà mình phun xịt thuốc dưỡng cho ớt và đồng thời là cộng thêm sâu rầy thì mình phát hiện ra vài con sâu ở trên trên thân những cái cây ớt nhà mình, và có một vài cây là nó đã cắn đứt luôn cả cái thân non ở phía trên. Đó, những cái thân non ở phía trên này nè cả nhà nè.
sau nó cắn đứt luôn đấy cả nhà, tai hại không đấy. Mình rất lo lắng là tối nay mình sẽ săn chúng nó, coi thử là chúng nó cái sự tàn phá của chúng nó này đi tới đâu. Chiều nay mới lúc chiều nay mình có phun phân bón lá cộng với sâu rầy cộng với vi khuẩn và nấm cho những cây ớt này của mình. Và mình phát hiện ra những cái chú sâu. Đang bắt đầu hoành hành ở trong cái khu vườn nhà mình. Khu vườn ớt của mình. Thì tối nay sau khi mình xem xong trận bóng đá giữa Thụy Sĩ với Cameroon, Thụy Sĩ thắng 1-0 nha cả nhà. Thụy Sĩ thắng 1-0. Thì sau khi kết thúc trận đấu thì mình tranh thủ mình ra mình săn những cái chú sâu trên những cái cây ớt, trên những vườn ớt, cây ớt trên vườn ớt nhà mình, xem thử có con nào không và giống nó là giống gì à, để mình có cái giải pháp mình tiệt trừ chúng nó. Bởi vì chiều nay mình đã gặp một vài con sâu màu đen, nó cắn đứt luôn cả cái ngọn ở phía trên. Mới chỉ có một cây thôi cả nhà, nó cắn mất chỉ một cây. Mình phát hiện một cái con sâu thôi. Hình như là chúng nó, mình vẫn chưa thấy được một cái tín hiệu nào của một con sâu nào trên những cái cây ớt nhà mình cả nhà. Gọi như là mình đang đi săn nó vậy nên là vậy cho nên là xác suất mà tìm ra chúng nó thì cũng có thể cao, cũng có thể thấp. Có thể rằng là hôm nay cái tỷ lệ của nó rất là thấp. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì mình vẫn phải có một cái khoảng thời gian dành ra để mà săn chúng nó. Gọi là mình chú ý và thăm vườn tược để xem cái tình trạng của chúng nó như thế nào, mình có cái giải pháp ngăn ngừa. Đây cả nhà nè, lúc chiều đấy, khi mà mình phun thuốc cho ớt thì mình mới phát hiện ra đây, một cái chú sâu nó đã đang cắn cái thân này và vừa mới cắn gãy cái thân này xong. Đây cả nhà nè, đấy, cái thân này vừa mới gãy lúc chiều xong rồi cả nhà. Đấy cả nhà thấy không, mới toanh hoàn toàn luôn nè, thấy không à. Vậy cho nên là tối nay là mình mới quyết định mình ra mình săn chúng nó một lần nữa à, để xem nữa là nó có nhiều hay không á cả nhà. Và chú sâu này là mình đã bắt rồi, mình giết rồi. Đây, cái dấu vết mà mình giết của con sâu này nó vẫn đang nằm ở chỗ này cả nhà này. Đấy, mình lấy cái que đấy, mình gảy nó xuống mà mình chọc chết nó đấy cả nhà, thấy không? Đấy, con sâu này, đầu nó đây cả nhà. Đầu ở đây cả nhà nè. Đó. Nó con sâu này cả nhà. Nó giống như là con sâu đo cả nhà. Đấy, nhưng mà nó không phải là con sâu đo đâu.
Mỹ mình nói là thân hình của nó đây, và nó màu đen. Không phải là sâu đất nhưng mà đâu cả nhà nhé, cả nhà nhá. Đấy. Và tối hôm nay là mình có cái chương trình này để mình xem tiếp theo săn lùng, xem thử còn cái con sâu nào nó xuất hiện trên những cái cây ớt đang khí thế hùng hục phát triển của nhà, của mình hay không. Ớt mình 30 ngày tuổi này cả nhà. Ớt mình 30 ngày tuổi. Đang bắt đầu cho quả nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Đây. Quả non này. Đó. Đang ra hoa và ra trái non nha cả nhà. Mái chèo với lại là cành non. Đấy, đang mọc lên rất là khí thế. Vậy thôi, từ nãy giờ mình đi một vòng rồi chưa săn được cái con sâu nào cả cả nhà ơi. Cũng may là không có con sâu nào, nhưng mà cũng hơi thất vọng là vì không có con sâu nào vậy cho nên là cũng chưa cho cả nhà thấy được bộ mặt của con sâu đó như thế nào. Vậy là chưa thể nói là đi săn được. Đi săn là phải có chiến lợi phẩm như, đúng không cả nhà? Nhưng mà từ nãy giờ chưa phát hiện ra con sâu nào cả. Vậy là cho nên chưa có chiến lợi phẩm nào cả. Thế mới đau chứ. Nhưng mà may là chưa có chiến lợi phẩm nha cả nhà. Chứ có nhiều chiến lợi phẩm là cũng phiền đấy. Đấy. Cái vườn ớt nhỏ xinh xinh của mình đó cả nhà ơi. Ớt chị Thiên nha cả nhà. Ớt chị Thiên giống mình trồng là giống 9004. Cho tới thì hôm nay là được, không, chính xác là được 32 ngày tuổi rồi cả nhà. Không phải là 30 ngày đâu, chính xác là 32 ngày tuổi. Chính xác là 32. Đây, trường hợp này là cả nhà thấy không, cái con ớt này đang là màu vàng nè, và nó chuẩn bị rụng rồi cả nhà. Vừa rồi đấy, 4 ngày liên tục là thời tiết mưa liên tục, trời rất là âm u, mưa phùn mưa rào đều có đủ cả. 4 ngày liên tục nha cả nhà, mưa, và mình chưa kịp phun cái thuốc phòng chống rụng trái non, vậy cho nên là một số cây ở vườn nhà mình nó có hiện tượng là vàng cuống trái non và rụng khoảng 10% cả nhà. Này, nó như thế này, 10% cả nhà.
Và chiều nay thì ngày hôm nay thì trời nó trời quang mây tạnh và nắng nhẹ là một cái điều kiện thuận lợi để cho mình phun thuốc, và chiều nay mình đã phun thuốc cho chúng nó rồi. Mình tranh thủ là mình phun luôn thuốc nấm, bổ sung dinh dưỡng, bổ sung magie, canxi, kẽm cho chúng nó, chống rụng hai rụng dái, bổ sung các vi lượng, chống các loại rầy rẹp, bọ chỉ, sâu, thành phần sâu thì chưa, sâu hại thì chưa. Đây cả nhà thấy đây trái ớt của nhà mình như này là nó đang lên bình thường này cả nhà. Đấy, nó đang phát triển bình thường này. Đấy, cả nhà thấy ra chưa? Ớt chỉ tiên đầu nó ngẩng lên như thế. Này, đây này cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Đó, như thế này là nó đang phát triển bình thường nha cả nhà. Không phải rụng. Đằng này, đó, đằng này có cây, nó có chai lớn đó cả nhà nè. Đâu rồi? Để mình đi tìm mấy cái cây có cái trái lớn cho cả nhà xem nha. Ớt mình thì một vài cây lác đác là nó có hiện tượng vàng cuống và rụng trái non rồi cả nhà. Lác đác không phải toàn bộ đâu, chắc khoảng chừng 10% á cả nhà. Nhưng mà nó trên một cây như vậy thì, bởi vì nó mới ra mà, thì cho nên là nó chỉ có rụng một cuống thôi nha cả nhà, chứ không phải rụng hết đâu, bởi vì nó chưa ra hết mà, nó mới chỉ ra được cái cuống đầu tiên thôi, cái cuống ở cái chặng ba đầu tiên thôi, ở cái mái chèo đầu tiên á là rụng cái đó thôi. Còn ở phía trên nữa thì nó chưa có cái hiện tượng nào gì đâu nha cả nhà. Mình đang đi tìm cái cây mà cái trái lớn, trái nó khá to cả nhà. Đâu rồi, nó nằm ở chỗ nào mình quên mất tiêu rồi. Thấy trái đẹp lắm cả nhà, trái nó lên to to mà đẹp lắm, nhìn rất là tuyệt vời. Như trái này thì vẫn đang nhỏ nữa cả nhà. Đó, trái này chưa đâu nha, trái đó chưa đâu, còn cái trái to hơn nữa kìa, nhìn đẹp lắm. Gọi là mình thấy nhìn được cái thành quả phát triển của chúng nó, cho mang một cái trái nó đẹp đẽ, nó to mập, là tâm hồn mình rất là phấn khởi, rất là vui ở cả nhà. Mình cảm thấy rất là tuyệt vời. À đây nè, đây nè, đây nè, đây nè cả nhà nè. Đó. Đó, cả nhà thấy không? Đẹp lắm luôn cả nhà. Đẹp lắm luôn á. Đây. Đó, cả nhà thấy không? Đẹp
Rồi, ok. Chắc là cuộc săn hôm nay của mình kết thúc tại đây quá, và mình không thu được cái thành quả nào, là một cái tín hiệu vừa mừng và cũng cũng hơi thất vọng. À, thất vọng là không tìm thấy một cái con sâu nào để cả nhà có thể xem cái con sâu đó và xem được cái kết quả cuộc đi săn của mình là như thế nào. Sorry nha, mừng cho mình và buồn cho các bạn. Rồi, và mình xin kết thúc video cuộc đi săn của mình tối hôm nay tới đây là hết rồi. Và xin hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video thú vị lần sau nha. À, cả nhà nhớ bấm nút đăng ký theo dõi kênh giúp cho mình và ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào cả nhà.